Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Thằng nhóc đáng ghét. Ơi hai đứa nhóc này là cái thá gì? Không ngờ lại có thể dễ dàng đánh bay bổn vương như vậy. Nơi này không thể ở lại lâu được. Nếu đã tới rồi, vậy thì đừng đi nữa. Ngươi chọc phải cái thứ ô uế ở đâu ra vậy? Hoàng đại ca, Lam đại tỷ. Trước đây từ biệt, tiểu đệ rất nhớ hai người. Bây giờ gặp, hai người phong thái vẫn như cũ, cũng coi như là giải nỗi sầu nhung nhớ rồi. Nếu không phải là ngươi bị truy sát, thì sao lại nhớ đến bọn ta? Nếu như vậy rồi mà còn không thèm đến, chắc chắn là quên bọn ta từ lâu rồi. Đâu dám, ta không quên, từ lúc cáo biệt, tiểu đệ phụng mệnh tới chiến trường xa xôi, không thể nào về được. Không, vừa mới trở về, nên đã tới chỗ của hai người luôn. Thuận tiện mang kẻ địch tới, để bọn ta giúp luôn hả? Cái này, không giấu hai người, đại quân của Mặc tộc xâm chiếm Tam Thiên thế giới đang nguy nan, tiểu đệ khẩn xin hai người ra tay xuống, khẩn xin hai người ra khỏi núi trừ khử Mặc tộc. Mặc tộc chính là cái tên vừa chết kia à? Đúng vậy, đó là vương chủ của Mặc tộc, tương đương với cửu phẩm khai thiên của nhân tộc. Ơi, bọn ta khống chế, bọn ta không khống chế được sức mạnh của bản thân mình một khi ra khỏi đây. Còn chưa đợi Mặc tộc ra tay, Tam Thiên thế giới đã bị hủy hết rồi. Dương tiểu đệ, chuyện này trước đây cũng từng nói cho đệ biết rồi, đệ quên rồi mà còn nói là chưa quên à? Hai vị có từng dung hòa, hai vị có từng dung hòa với nhau hay không? Tại sao bọn ta phải dung hòa? 500 năm trước, ta theo đại quân của nhân tộc viễn trình, giết tới nơi khởi nguồn của Mặc tộc, ở đó biết được bí mật lâu đời, có lẽ liên quan đến hai người. Sau một hồi kể chuyện kết thúc, chuyện này thật không hay gì. Đúng vậy, đúng vậy, Dương tiểu đệ mà định ăn bát cơm này thì chỉ sợ sẽ đói chết thôi. Hai vị, đây không phải là vấn đề hay ho hay không, mà là hai người có suy nghĩ gì sao? Theo cách nói của não thương đó, thì Mặc tộc chính là sự hắc ám ban đầu. Muốn giải quyết hắn, cần tìm ra tia sáng đầu tiên ở trên thế gian này. Không sai, không sai, đúng thế đó. Thế nên ngươi nghi ngờ chúng ta chính là tia sáng đầu tiên đó. Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Hỗn loạn tử vực, cho nên ngươi nghi ngờ chúng ta là ánh sáng đầu tiên hóa thành. Tịnh hóa chi quang là khắc tinh của Mặc chi lực, mà tịnh hóa chi quang lại là sức mạnh trộn lẫn của hai vị mà thành. Ta không thể nào không suy nghĩ như vậy được. Ơi, không ngờ che giấu nhiều năm như vậy vẫn bị ngươi phát hiện. Bị phát hiện thì hết cách rồi. Là có ý gì? Hai vị, các người thật sự là do ánh sáng đầu tiên hóa thành hay sao? Giống như vật thật, cảm giác mềm mại, đây chính là ánh sáng đầu tiên của thế giới này ư? Đạch nổ rồi, ta chỉ là tùy tiện bóp một cái, sao lại nổ được chứ? Không, ta đã trở thành tội nhân của Tam Thiên thế giới rồi. Tiếu tiếu não tổ, các quân đoàn trưởng, những tướng sĩ của nhân tộc đã chết, sao ta có thể xứng với bọn họ được? Bất ngờ chưa, ngạc nhiên chưa? Các người, đừng lấy cây cỏ cứu mạng duy nhất của thế giới Tam Thiên ra đùa nữa. Ơi, nhiều nhất cũng chỉ như vậy. Nếu như chúng ta thật sự có thể dung hợp, sớm đã có phát hiện rồi, cũng không cần để ngươi phải nhắc nhở. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tỷ đệ chúng ta những năm nay ngược lại có một cảm giác rất là kỳ lạ. Cảm giác gì? Ý thức của chúng ta mơ hồ, nhớ huynh muội của chúng ta đã từng cùng tồn tại ở một nơi nào đó, nhưng mà có một ngày đột nhiên rời khỏi nơi đó, sau đó lại xuất hiện ở trong hỗn loạn tử vực. Đó là nơi nào? Lúc đó chúng ta không tỉnh táo, chỉ có một vài ký ức cũng rất mơ hồ, nên không nhớ rõ.
Ta ngược lại thì cảm thấy không phải là chúng ta rời khỏi đó, ngược lại là giống như nào bị bỏ rơi. Bỏ rơi? Hai vị tồn tại như vậy, từ ngày sinh ra Ella đã mạnh như thế, sao có thể bị bỏ rơi được chứ? Thương đã từng nói ánh sáng đầu tiên đó có lẽ sớm đã thông linh, bây giờ có lẽ không phải là tồn tại hình dạng của ánh sáng nữa. Có lẽ một cái cây, một đá hoa, thậm chí là bất cứ thứ gì trên thế giới này. Có lẽ sau khi ánh sáng đầu tiên đó thông linh, đem sức mạnh thái dương và sức mạnh thái âm trong cơ thể của bản thân cướp đoạt ra ngoài rồi làm mất. Sức mạnh thái dương hóa thành trước chiếu, sức mạnh thái âm hóa thành u hình. Nếu như vậy, thế thì bản thân của nó làm ở đâu? Hai vị Hoàng Đại Ca và Lam Đại Tỷ không có cách nào để khống chế sức mạnh của bản thân, có lẽ cũng có liên quan đến cái này. Hai vị, bây giờ là cửa ải sinh tử của nhân tộc, tịnh hóa chi quang là khắc tinh của mặc chi lực. Tiểu đệ khẩn cầu hai vị ban tặng hoàng tinh và lam tinh để sử dụng khi chiến đấu. Cái này thì đơn giản, xem chúng ta đây. Hoàng tinh và lam tinh, mỗi cái 10 tòa, lần này đủ rồi chứ? Đủ đủ đủ, không biết thái dương ký và thái âm ký có thể tặng luôn được không? Hai đạo ấn ký này là lực bản nguyên của hai người chúng ta hóa thành, không có cách nào ban tặng quá nhiều, chỉ đành cố hết sức. Xem ra, phân hóa ra nhiều lực bản nguyên như vậy có chút tổn thương đối với bọn họ. Ơi, truyền thêm cho ngươi một bộ bí thuật, dùng bí thuật này thôi hóa những lực bản nguyên, có thể ngưng luyện ra được thái dương ký và thái âm ký. Hai đạo ấn ký này, chỉ có cơ thể thánh linh mới có thể gánh vác nổi. Điểm này ngươi cần phải nhớ kỹ. Cái đó, tiểu đệ còn có một vài đại quân của tiểu thạch tộc, hai vị có thể yêu thương. Tiểu thạch tộc bên hỗn loạn tử vực này được Hoàng Đại Ca và Lam Đại Tỷ nuôi mập. Tiểu thạch tộc trăm trượng ngang bằng với bát phẩm khai thiên đều xuất hiện rồi, đặt ở đây tự tàn sát lẫn nhau thì cũng hơi lãng phí. Đến tiểu tử này quay về một chuyến, thì ra là muốn làm thổ phỉ. Tự đi nấy đi, đã tạ hai vị. Vài ngày sau, đều đã chuẩn bị ổn thỏa, tiểu đệ thay nhân tộc, thay hàng ngàn hàng tỷ sinh linh của thế giới tam thiên này xin cảm ơn hai vị. Ngươi mau đi đi, chuyến đi này của ngươi gần như là đem cả hỗn loạn tử vực chuyển sạch đi hết rồi, không hổ danh là người. Nếu rảnh thì ta sẽ đến thăm hai vị. Ấy, ta sợ hãi lắm, xin ngươi đừng có đến nữa. Đúng rồi, Hoàng Đại Ca, Lam Đại Tỷ, hai người có biết làm thế nào mới có thể tìm thấy cự thần linh hay không? Ngươi không cần phải đặc biệt đi tìm nó, nếu như đặc tính của mặc tộc thật sự là như ngươi nói, vậy nó sớm muộn cũng sẽ bị mặc tộc chọc đến. Hiểu rồi, hai vị bảo trọng, tiểu đệ đi đây. Đã giúp đến mức này rồi, đừng làm chúng ta thất vọng đấy. Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Thốn hải vực huyền dịch giới. Có thế giới thụ, cây con ở đây, tinh giới chính là căn cơ tương lai của nhân tộc. Động thiên phúc địa cho dù như thế nào cũng sẽ giữ được tinh giới. Đại vực khác đều không may mắn như vậy. Dấu vết của mặc chi nực, có nhân tộc đang còn giao thủ. Ơi, chú sư huynh không nhận ra ta nữa sao? Mặc tướng Vĩnh Hằng. Huyền dịch giới, cách phong lam vực rất xa, mặc tộc đã xâm nhập đến nơi này rồi. Nỗ lực hàng vạn năm của động thiên phúc địa bây giờ một chiêu bị sai. Khắp nơi đều sẽ thua, sau này sẽ có bao nhiêu càn khôn tan thành mây khói, lại có bao nhiêu người đem vợ và con ly tán, nhà mất người chết. Phó tông chủ, môn chủ và một vị phó môn chủ khác đã bị triệu về không chi vực, bây giờ chúng ta không thể nào đối phó với tình hình khó khăn này. Nhanh chóng rút lui mới được. Rút kiểu gì? Những khai thiên cảnh như chúng ta có thể đi qua hư không? Vậy các đệ tử không phải là khai thiên cảnh thì phải làm sao? Sinh linh của cả huyền dịch giới thì phải làm sao? Phó môn chủ của huyền dịch môn, Gia Cát Hình Vĩ.
trong đại điện nghị sự của Huyền Dịch Môn. Không thể đi, ta không thể nào bỏ rơi bọn họ như vậy được. Nhưng mà phó tông chủ Mặc tộc tọa trấn là một vị mặc tộc thượng vị ngang bằng với một vị lục phẩm khai thiên. Cả Huyền Dịch Môn nghìn năm nay đều chưa có lục phẩm. Không sai, ta đã thử qua tập kích, không những không thành công, ngược lại suýt chút nữa là còn bị mặc hóa. Ơi, trước khi môn chủ rời đi đã đem Huyền Dịch Môn giao lên trên tay của ta. Chỉ mới có bao nhiêu năm lại bị diệt vong như vậy rồi sao? Ta còn mặt mũi nào mà đi gặp Niệt Tổ Niệt Tông của Huyền Dịch Môn? Bang trưởng lão đi cứu viện về rồi, không có viện binh hay sao? Bang trưởng lão, Thôn Hải Tông có đại quân của Mặc tộc bao vây tấn công, bọn họ còn khó giữ được, không có sức chi viện, mau chạy trốn thôi. Huyền Dịch Môn thật sự là sắp bị diệt môn rồi sao? Không sao chứ? Đa tạ tiền bối đã ra tay cứu giúp. Vị tiền bối này ít nhất là một thất phẩm khai thiên, có lẽ là cường giả của động thiên phúc địa. Ta phải đi Thôn Hải Tông một chuyến, ngươi hãy trị thương trước, sau đó rồi tính tiếp. Cung tiễn tiền bối, tốt quá rồi, Thôn Hải Tông cũng được cứu rồi, nhân tộc ta có hy vọng rồi. Các ngươi nhanh chóng quay lại sơn môn tu luyện, không được lười nhác. Vâng. Ngươi hồ đồ rồi, tiền bối giúp ngươi loại bỏ Mặc Chi Nực, sao ngươi lại ấy? Đệ tử giết nhầm vợ của mình, không còn mặt mũi mà sống trên đời này. Xin phó môn chủ đem hai người chúng ta chôn ở trong rừng hạnh hoa. Vừa lấy đệ tử bị mặc hóa, bị mặc hóa qua đều đã nghe rồi. Lão phu biết trong lòng các ngươi có hổ thẹn, nhưng tất cả phải đợi vị tiền bối kia quay lại rồi tính tiếp, tuyệt đối không được tự sát. Đi. Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Đại điện nghị sự của Thôn Hải Tông. Dương Tông Chủ, ta là đội trưởng Vương Huyền Nhất của Tây Quân Ma Sát Quân, là đặc biệt đến hỗ trợ cho Thôn Hải Vương tản đi tinh giới. Ở đó có lẽ là thiên đường sinh tồn cuối cùng của nhân tộc. Đội trưởng của Tây Quân của Ma Sát Quân, Vương Huyền Nhất. Đội trưởng Vương, hiện tại hai vạn đại quân của Mặc tộc đã đem Thôn Hải Tông triệt để bao vây, làm gì còn đường nào chạy thoát. Tông chủ của Thôn Hải Tông, Dương Khánh. Bên phía động thiên phúc địa không có quân cứu viện khác nữa hay sao? Đại quân của nhân tộc ở chiến trường không chi vực đã tổn thất nghiêm trọng nặng nề. Nếu như chúng ta không thể nào kịp thời đến càn khôn điện của ma sát vực, thời gian vừa đến, người phụ trách tản ni tinh giới sẽ không đợi chúng ta đâu. Ơi, Thôn Hải Tông ta ở trên chiến trường đã chiến đấu chết đi long lục phẩm. Bây giờ ai có thể bảo vệ được Thôn Hải Tông ta nữa? Ta sẽ dẫn đội kích thêm một lần. Dương Tông Chủ lúc đó dẫn người xông ra ngoài, có thể sống bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Đội trưởng Vương, người... Dương Tông Chủ không cần phải nhiều lời, đây là chuyện của đội trưởng Tây Quân ta. Ơi, Vương Huyền Nhất tu vi thất phẩm khai thiên, thật sự là muốn chạy trốn. Phía Mặc tộc có lẽ là cũng không ngăn cản được. Người của động thiên phúc địa lại vì những thế lực nhỏ này mà hy sinh. Thế trận. Thứ này có lai lịch như thế nào? Gà yếu hãy lùi xuống, lão tử sẽ đi đối phó với nó. Đội trưởng, kiếm này của chúng ta lợi hại như vậy sao? Ây, lợi hại quá rồi đúng hay không? Chúng ta trước đây khi sử dụng chiêu này cũng không có hiệu quả như vậy. Không đúng, đây không phải là sức mạnh kiếm trận bình thường, mà là có cao nhân đang âm thầm giúp đỡ. Không thể nào bỏ qua cơ hội này, nhấn nút bây giờ đánh xuyên bọn họ. Năm vị vực chủ của Mặc tộc đã bị chém. Đội trưởng Vương và các vị tướng sĩ quả nhiên là thần công cái thế. Ơi, thực lực của vực chủ Mặc tộc lại kém đến như vậy sao? Sao lại giống như là gà bị thiến vậy?
Nhưng mà trước đây các lãnh chúa của những mặc tộc kia đều biểu hiện rất mạnh. Có lẽ đội trưởng vương bọn họ trước đó đã che giấu thực lực, bây giờ mới là sức mạnh thật sự của bọn họ. Cho dù nói như thế nào, đây đối với Thuấn Hải Tông mà nói đều là tin tức tốt hơn không còn gì bằng. Hậu phương của mặc tộc, những tên này là ai? Nhìn không giống như là sinh linh của thế giới Tam Thiên. Không hay, kiếm trận khóc không chịu đựng được rồi, nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Vất vả cho các ngươi rồi, không sao. Để ta nghỉ ngơi một chút. Chuyến đi này có cao nhân giúp đỡ, Vương Huyền Nhất đã là thất phẩm. Cao nhân ở trong miệng của hắn thực lực còn mạnh đến cỡ nào? Ma sát Vương Huyền Nhất, đa tạ tiền bối đã ra tay giúp đỡ. Xin tiền bối hãy xuất hiện. Dương Khai của đại diễn. Thì ra là Dương Tổng Trấn. Dương Tổng Trấn đã thăng cấp bát phẩm. Nếu so những năm nay của mình đều sống ở trên bụng của... Nếu so sánh, những năm nay của mình đều sống ở trên bụng chó. Ây, tại sao các ngươi lại đến đây? Tình hình ở bên chiến trường không chi vực thế nào rồi? Chiến trường không chi vực đã bị bỏ rơi. Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Đại điện của thôn Hải Tông, trận chiến cuối cùng, 32 nhân tộc cửu phẩm, dưới sự dẫn dắt của thần Dương Lão Tổ, chém 44 mặc chủ của mặc tộc, vương chủ của mặc tộc, làm cự thần linh màu đen bị thương. Sau đó bản thân bọn họ cũng chết đi. Long Hoàng và Phượng Hậu cũng chiến đấu mà chết. Cái gì? Sau lần đó, nhân tộc từ không chi vực rút quân, phía chân mệnh lệnh cho chúng ta dẫn dắt võ giả của thôn Hải Vực rút về càn khôn điện của ma sát vực, tập hợp với võ giả rút về đại vực khác, cùng nhau đi về tinh giới. Vậy, trong nhân tộc còn có cửu phẩm hay không? Bây giờ còn có hai vị cửu phẩm, một vị là Võ Thanh Lão Tổ, một vị là Tiếu Tiếu Lão Tổ. Hai vị Lão Tổ bây giờ tọa trấn ở thông đạo dưới Bích Phong Nam Vực, trong trường cự thần linh màu đen bị thương kia. Với tình hình hiện tại mà thấy, nhân tộc có hai cự thần linh, nhưng A Đại không biết tung tích hai vị cửu phẩm. Phục quảng của Long tộc nếu như là không chết, bên Long tộc còn có một vị Thánh Long, mà bên Mặc tộc chỉ có hai cự thần linh màu đen, một vị vương chủ ở Bất Hồi Quan tạm thời không qua được. Nếu tính như vậy, so sánh với chiến lược hàng đầu, nhân tộc vẫn chiếm ưu thế hơn. Dương Tổng Trấn còn có một việc, thế giới càn khôn của cả thôn Hải Vực này có nhân tộc sinh tồn không dưới mấy chục người. Chúng ta chỉ có thể dốc hết sức đem một vài người đi, nhưng đại đa số đã định sẵn là sẽ bị bỏ rơi. Ta hiểu, Không Minh Châu này ngươi cứ cầm lấy trước, hỗ trợ cho thôn Hải Tông chuẩn bị rút đi. Ta phải đi một chuyến đến huyền giới, đến huyền dịch giới. Dương Tổng Trấn, nhân lực có lúc cũng cạn kiệt, cố gắng là được. Tiền bối sợ rằng dự định dùng tiểu càn khôn của bản thân dung nạp người phàm, nhưng mà số lượng không phải là ngài ấy có thể gánh vác được. Nửa canh giờ sau, thiên ngoại của huyền dịch giới. Cả thế giới Tam Thiên này có vô số thế giới càn khôn như vậy, sao có thể bỏ toàn bộ được? Mình phải đem cả huyền dịch giới này luyện chế thành thiên địa châu. Huyền dịch môn, trong đại điện nghị sự, các vị trưởng lão, đối với chuyện di rời cả môn, có cao kiến gì hay không? Chỉ dựa vào mấy chiếc thuyền này, cũng chỉ có thể đem được 5.000 người đi mà thôi. Nhưng mà chúng ta có hàng vạn đệ tử. Ai đi ai ở lại, chúng ta lựa chọn thế nào? Điều quan trọng như nhau, mấy người làm trưởng bối như chúng ta không thể nào thiên vị. Xảy ra chuyện gì vậy, ra ngoài xem thử. Cả huyền dịch giới hình như đang bị người nào đó tế luyện. Tiền bối, tất cả võ giả khai thiên cảnh ra ngoài. Tiền bối có gì dặn dò? Không có gì, các ngươi ở bên trong đó có hơi cản trở. Cái này chúng ta có làm gì đâu, đây có được xem là họa từ trên trời rơi xuống không nhỉ? Vực này có bao nhiêu thế giới càn khôn, còn nhân tộc sinh tồn? Nếu tính thêm huyền dịch giới, tổng cộng là 14 tòa. Ngươi tìm 13 người, đưa ra ngoài trước.
Đi mỗi một chuyến đến 13 tòa thế giới càn khôn, mỗi người cầm lấy vật này đợi tin tức của ta. Vâng, 10 ngày sau. Chỉ thiếu một bước, mình có thể đem huyền dịch giới tế luyện thành thiên địa châu. Đến lúc đó có thể đem tất cả sinh linh của huyền dịch giới đưa đi. Là sức mạnh gì đang ăn mòn ngăn cản ta? Gia Cát phó môn chủ, ngươi có biết tầng sức mạnh này có la lịch như thế nào hay không? Bẩm tiền bối, đây là thiên địa đại đạo của huyền dịch giới ta. Mỗi một tòa thế giới càn khôn đều có thiên địa. Thiên địa đại đạo của bản thân, đại diện cho trình độ thực lực của thế lực các nhà. Rốt cuộc tiền bối muốn làm cái gì, lại đem thiên địa đại đạo này ép ra ngoài? Thì ra là như vậy. Mình muốn luyện hóa huyền dịch giới, thiên địa đại đạo của giới này lại kháng cự theo bản năng. Dù sao mình cũng chỉ là một người ngoài. Cái gọi là bất chi bất giác xảy ra chuyện gì đó, hình như ông trời đã cố ý sắp xếp như vậy. Vậy hãy để ý trời nhìn những thứ này, hy vọng một phần ý trời này có thể hiểu được khổ tâm của mình. Chiếu này có tác dụng, huyền dịch giới đối kháng với thiên địa đại đạo càng lúc càng yếu đi rất nhiều. Thành công rồi. Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Thiên ngoại của huyền dịch giới. Thành công rồi. Thật sao? Tiên bối, huyền dịch giới đâu rồi? Đừng sợ, Gia Cát phó môn chủ, hãy xem thử đây là cái gì. Huyền dịch giới lại bị luyện hóa thành một viên châu rồi. Đón ấy. Tiền bối, đây, đây. Không cần phải cẩn thận như vậy. Hư không ở bên ngoài huyền dịch giới ta cũng đã luyện hóa rồi. Chỉ cần nhận lấy, đừng để sức mạnh lớn ảnh hưởng đến nó, huyền dịch giới sẽ không có nguy hiểm gì. Đại ân của tiền bối, trên dưới của huyền dịch giới sẽ không bao giờ quên. Hơi thở vừa lẫy hình như là. Tiền bối, có chỗ nào không đúng hay sao? Không sao. Có lẽ cảm nhận của ta sai rồi. Đi vào đi, hãy tập hợp với thôn Hải Tông trước. Được. Một tháng sau, đại điện nghị sự của thôn Hải Tông, luyện hóa một giới thành một châu. Ấy, chuyện này chính là cường giả của động thiên phúc địa cũng chưa bao giờ nghe tới. Còn không phải hay sao, bây giờ có thủ đoạn như là Dương Khai tiền bối. Người của cả thôn hải vực này đều có thể rút đi. À không, chỉ cần có đủ thời gian, những đại vực khác đều như vậy. Một tháng này, thôn Hải Tông đã có 14 tòa càn không. Càn khôn toàn bộ đều đã luyện hóa xong. Nhân tộc có Dương tiền bối, thật sự là quá may mắn. Dương Tông chủ, Gia Cát phó môn chủ, bên chỗ các người chủ trì thế nào rồi? Bẩm tiền bối, thôn Hải Tông và những võ giả khác đi về nơi này đều đã chuẩn bị ổn thỏa, bất cứ lúc nào cũng có thể rút lui. Chuyện không thể nào chậm trễ, các ngươi hãy nhanh chóng xuất phát đi. Phải nhanh chóng đến càn khôn điện của ma sát vực, tập hợp với các võ giả khác ở gần đại vực rút đi hết. Dương tổng trấn không đi cùng với chúng ta hay sao? Ta phải đi đến đại vực khác xem thử. Ơi Dương Tổng Trấn, hắn đây là muốn luyện hóa càng nhiều thế giới càn khôn, giải cứu càng nhiều nhân tộc hay sao? Dương Tổng Trấn bảo trọng, số lượng của vực chủ mặc tộc bây giờ vẫn không ít. Đầu là vực chủ tiên thiên, so với bát phẩm hàng đầu của nhân tộc cũng không kém cạnh. Dương Tổng Trấn phải cẩn thận. Cẩn thận sao? Nói ra các người mới cần phải cẩn thận hơn. Trên đường đi này nói không chừng sẽ gặp phải mặc tộc. Ta phải đi đến đại vực khác để luyện hóa càng nhiều thế giới càn khôn. Không có cách nào đi đường hộ tống. Nhưng mà trên tay của ta còn có hàng nghìn đại quân tiểu thạch tộc. Có rồi. Tất cả mọi người hãy cùng ta rời khỏi nơi này trước. Dương Tổng Trấn nghĩa nào là muốn đem phù lục của thôn Hải Tông cũng luyện chế thành thiên địa châu hay sao? Vốn dĩ muốn vứt bỏ truyền thừa cơ nghiệp nhiều đời nay của thôn Hải Tông này, trong lòng của mình cũng có chút không lỡ. Bây giờ Dương Tổng Trấn ra tay luyện hóa thiên địa châu, tất cả phiền não đều đã được giải quyết dễ dàng. Sao lại bay qua đầu rồi?
Dương tiền bối đâu rồi? Tiền bối, chờ đã. Ta đã đem Đại Lục Thôn Hải phân luyện thành 100 viên thiên địa châu, trong mỗi một viên đều phong tồn hơn 1000 đại quân tiểu thạch tộc. Nếu gặp mạc tộc có thể tế ra ngự địch. Đã tạ Dương tổng trấn. Tiểu thạch tộc này tuy trông ngớ ngẩn nhưng đối phó với mạc tộc đúng là một tay tốt, bởi vì chúng có thể mặc kệ sự ăn mòn của mạc chi lực. Nhưng mà số tiểu thạch tộc này ta cũng mới chạm vào không lâu, chưa nghiên cứu ra cách điều khiển. Nếu người có người tinh thông pháp quyết ngự thú, có thể thử phép ngự thú để điều khiển chúng. Tiền bối, vậy tại sao không đem Đại Vực Thôn Hải luyện thành một viên thiên địa châu, dùng cũng tiện? Không trợ Dương tông chủ cười, đầu óc của tiểu thạch tộc không tốt lắm. Nếu cùng lấy ra xài, cho dù không đánh sạch, chúng cũng sẽ tự chạy mất. Bọn tiểu thạch tộc này đúng thật là không đáng tin. Các người mau đi xem đừng làm nữa giờ. Dương tổng trấn bảo trọng. Trừ thôn Hải Vực, tình hình của các đại vực khác Ena chỉ càng thêm tệ hơn. Mấy cái mặc sào này hấp thụ thiên địa vĩ lực của cả thế giới càn khôn. Toàn bộ sinh linh sinh tồn trong đó đều đã bị mặc chi lực ăn mòn. Động tác của ta phải nhanh hơn một chút, cứu nhiều người hơn nữa. Sau 20 năm, dưới bầu trời đầu sao ảm đạm, là đại vực không còn sức sống bị mặc chi lực lướt trưởng. Tuy còn rất nhiều đại vực chưa bước đến, nhưng này mặc tộc xâm lược toàn diện đã hơn 20 năm. Nghĩa là khó tìm thấy đại vực không bị mặc chi lực ăn mòn. Thiên địa châu ta tích lũy được đã hơn 2000. Ây, lão thủ, còn giấu hay sao? Lần đầu tiên lúc đem huyền dịch giới luyện thành thiên địa châu, ta đã cảm nhận được khí tức của ông rồi. Nên gặp mặt rồi. Mặc từng nói lão thụ trốn hắn mãi, sợ hắn, lúc đó ta còn không hiểu tại sao lại nói như vậy. Bây giờ lại hiểu rồi, thế giới thụ là hiện hóa của cả thế giới tam thiên. Thật sự để mặc tộc thống trị thế giới tam thiên, mỗi một càn khôn đều có sinh cơ bị hủy tận, lúc đó thế giới thụ cũng sẽ tiêu vong. Lão thụ, ông hơi thảm. Ơi, đừng làm bừa. Mấy quả này của ông, mỗi một quả đều đối ứng với một thế giới càn khôn. Nếu ông nắc xuống không phải là chuyện tốt gì. Yên tâm đi, mấy quả bị hỏng này không quan trọng. Ta đem đồ tốt đến cho ông. Chờ hôm nào thiên địa bình định, mặc hoạn trừ khử, thế giới thụ có thể đem thiên địa châu này tặng đến đại vực tương ứng, để họ tái hiện lại phồn vinh lúc trước. Nếu mỗi một quả của thế giới thụ đều đối ứng với một thế giới càn khôn, vậy có phải ta có thể đả thông một con đường liên kết tinh giới, đem tinh giới liên kết với các đại vực khác? Lão thụ, chỗ ông có thể tính là vùng đất trung chuyển của thế giới tam thiên rồi. Lão thụ, giúp ta một tay, đưa ta đến đại vực chưa bị mặc chi lực xâm nhập. Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Trong thế giới càn khôn, đây chính là đại vực còn chưa bị mặc chi lực xâm lấn hay sao? Nơi này chỉ có một số sinh linh linh trí thấp. Chẳng trách giới này lâu như vậy cũng không có mặc tộc xâm chiếm. Vị trí của đại vực này xa xôi, có lẽ là mặc tộc cũng không hề phát hiện ra sự tồn tại của nó. Vậy nên mới giúp nó may mắn thoát nạn. Bắt đầu luyện hóa thôi. Nhiều ngày sau, đại công cáo thành. Nhờ vào liên hệ rõ ràng giữa thiên địa châu và thế giới thụ thì có thể mở ra hư không thông đạo rồi. Thành rồi. Lão thụ, ta về rồi đây. Đây chính là thiên địa châu vừa luyện hóa. Thật cảm ơn ngươi quá. Dương Khai lại nhận được một thế giới quả nữa. Xuất phát thêm lần nữa, tiếp tục đợi tin tốt của ta. Mấy lần đi đi về về như vậy đã luyện hóa hơn 2000 càn khôn rồi. Sớm biết thế giới thụ có công hiệu liên thông đến các đại vực thì đã liên hệ sớm rồi, có
có lẽ có thể cứu được càng nhiều thế giới càn khôn hơn, để chúng miễn bị nhiễm sự độc hại của mặc chi lực. Ngày hôm đó, Dương Khai lại lần nữa mượn sức mạnh của thế giới thụ đến bên ngoài một số tòa tiểu càn khôn, như là pháp pháo chế, đang luyện hóa đến thời khắc mấu chốt, sao lại có động tĩnh tranh đấu? Hình như hai bên tranh đấu ở đó đang lại gần phía ta. Thực lực của người ra tay không tính là yếu, có lẽ ít nhất cũng có tu vi thất phẩm khai thiên, người nào mà lại sinh mãnh như vậy? Đi xem thử xem. Là hắn, thật đúng là trùng hợp quá, ta vốn định dành thời gian để đi tìm hắn, không ngờ rằng người này tự mình tìm đến cửa. Chết cho ta. Ấy, lời xưa nói rất hay, người tốt không sống lâu, kẻ xấu sống ngàn năm, quả nhiên là vậy. Dương Khai, sao ngươi lại ở đây? Ngươi đang làm gì vậy? Ngươi quản ta nhiều như vậy làm gì? Ngươi thì đang làm gì vậy? Đang bị một đám mặc tộc truy sát, có vực chủ. Tu vi của gia hỏa Ô Quảng này đã là thất phẩm khai thiên, dựa vào sự diễn hóa quỷ dị của phệ thiên chiến pháp của hắn. Thông thường, lãnh chủ gặp phải hắn chỉ có phần bị giết mà thôi. Đến nay lại bị truy sát thảm hại như vậy, rõ ràng là có vực chủ ra tay rồi. Nếu ngươi không đấu lại thì mau chạy đi, muộn rồi thì không ai nhặt xác cho ngươi đâu. Vực chủ nhỏ bé mà thôi, ngươi cứ xem tâm phục khẩu phục, xem bản lĩnh của ta đây. Vực chủ nhỏ bé, tự tin ngông cuồng như vậy. Ngươi vậy mà đã là bát phẩm rồi. Trận chiến ở bên ngoài Sơ Thiên Đại Cấm, nghe nói kẻ này đã hoàn toàn mất tích. Huyết Nha cũng không biết hắn đã chết ở đâu rồi. Lại luyện hóa được một viên. Lại không ngờ, hai người ta vậy mà lại có cách gặp mặt như thế này. Hơn nữa hắn cũng là đã có tu vi bát phẩm khai thiên rồi. Ngươi tấn thăng thất phẩm mới bao nhiêu năm, sao có thể thành bát phẩm rồi vậy? Có phải ngươi đã nén tu hành phệ thiên chiến pháp hay không? Ấy, tu hành phệ thiên chiến pháp, ta cần phải làm như vậy sao? Không lý nào, nếu không phải là tu hành phệ thiên chiến pháp, tu vi của hắn sao có thể tăng nhanh như vậy? Nhưng hắn cũng không phải là ta, không có vô cấu kim niên, tu hành phệ thiên chiến pháp nhất định là sẽ không có kết cục tốt. Thiên tư của bản tọa ngươi không thể nào hiểu được đâu. Ngươi có bản lĩnh thì mau dùng hết đi, muộn rồi thì sẽ không kịp đâu. Đi đi, cho bọn chúng nếm chút bản lĩnh. Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Trong hư không. Tiểu Thạch tộc, không đúng. Ta đã gặp qua Tiểu Thạch tộc, tộc đó làm gì có uy thế huy hoàng như vậy. Năm đó thu được mấy vạn đại quân Tiểu Thạch tộc ở hỗn loạn tử vực. Mấy năm nay, đa số Tiểu Thạch tộc đều đã bị ta phân phát ra. Nay Tiểu Thạch tộc cao mấy trăm trượng này cũng chỉ còn có lại hai vị. Nhưng đối phương một tiên thiên vực chủ mặc tộc, hai vị tiểu thạch tộc cao trăm trượng, đúng là có thể đối phó. Một đội đại quân từ đâu đến? Hai tên người đá đó lại có khí tức của bát phẩm. Mặc kệ, không lo được nhiều như vậy, cục thế hiện tại vẫn là giữ mạng của mình quan trọng. Lĩnh vực phệ thiên. Hãy cho tên cẩu tặc Ô Lão Lục người, đừng làm tiểu thạch tộc của ta bị thương. Lỡ lỡ đừng để bụng. Quỷ mới tin người, người cố ý không cẩn thận phải không? Muốn chạy làm mơ đi. Nhân tộc là người ép ta, muốn chết chung với ta cũng phải xem ta có đồng ý hay không. Chuyện này là sao? Tại sao ta không thể nào cử động? Tên này mạnh như vậy sao? Ơi, vẫn là cẩn thận một chút. Nói sao ta cũng là nhân vật thành danh đã lâu, nếu thật sự bị một hậu bối dạy dỗ,
Mặt xà của ta để ở đâu? Về rồi. Ô Quảng, ta hỏi ngươi, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Lúc trước ta ở Phá Toái Thiên, từng nhờ người của Thiên Na Thần Cung thăm dò tin tức của hắn, nhưng mãi không có tin tức truyền đến. Còn tưởng là tên này sớm đã rút khỏi tinh giới rồi. Sau khi đại quân của nhân tộc ở Không Chi Vực rút lui, bổn tọa một mình lưu lạc. Ngươi cũng biết, đối với người ngoài mà nói, Mặc tộc tiến công Tam Thiên Giới, theo đại lưu rút khỏi tinh giới mới an toàn nhất. Nhưng đối với ta mà nói, lại là cơ hội tốt để thi triển thân thủ. Còn đại triển thân thủ, ta xem ngươi là ăn uống no say, đói không chọn thức ăn, còn có ý với tiểu thạch tộc, đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Lúc trước ngươi đến chiến trường Không Chi Vực, bổn tọa chiến công hiển hách, trong đại diễn quân các ngươi cũng là nhân vật nổi tiếng. Chuyện phiếm lát nữa mới nói, ngươi đi theo ta. Thái hư cảnh. Chỗ này nà, ngươi ở lại đây dưỡng thương đi, lát nữa ta sẽ đến nói chuyện với ngươi. Tên này lại xuất quỷ nhập thần như vậy, cây già từ đâu đến? Mọi người nhớ đăng ký ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Thái hư cảnh. Hơn nữa cây đại thụ này, sao ta lại cảm thấy đã từng gặp ở đâu đó rồi? Còn có một số trải nghiệm không được vui vẻ lắm. Không phải chứ, kỳ lạ. Ta xác định chưa từng đến nơi này, sao lại có cảm giác chết tiệt này chứ? Một bên khác, cuối cùng đã đem càn khôn thế giới không bị tổn hại luyện hóa xong rồi, cũng nên quay về thôi. Cũng không biết là Ô Quảng ở cùng với thế giới thụ, ở cùng với thế giới thụ đó thế nào rồi. Ta về rồi đây, các ngươi ở chung với nhau. Thế nào rồi? Ấy, Dương Khai cứu ta. Ngươi là? Vậy mà lại dám thúc động phệ thiên chiến pháp với thế giới thụ. Gia hỏa nhà ngươi thật đúng là gan to hơn trời. Dương tiểu tử, đây là thế giới thụ, mau đến giúp ta luyện hóa nó. Đây chính là thế giới thụ, luyện hóa nó rồi, đến lúc đó đừng nói là Mặc tộc vực chủ, cho dù là ở trước mặt vương chủ, ta cũng có thể ăn được. Sao ngươi lại đem loại người này đến đây cơ chứ? Xin lỗi nhé, thụ não. Chết tiệt, tiểu tử tà môn này, sao lại cùng một bọn với gia hỏa gọi là phệ thiên đó chứ? Gặp ta thì một mặt, rồi lại gọi người đến để luyện hóa ta. Nói ra thì công pháp của gia hỏa này hình như cùng nguồn với phệ. Hai người có quan hệ gì vậy? Bản tọa dù gì cũng là trưởng bối của người, ngươi lại đối xử với ta như vậy, thả ta xuống đi. Bị người túm lấy như vậy, ta không cần mặt mũi nữa hả? Ngươi đừng có làm bừa đấy, nói nhảm, ta làm bừa gì chứ? Sao ngươi lại không bị lời này hạn chế? Một thân tu vi này của ta đều bị áp chế đến đế tôn cảnh, có thể thấy dáng vẻ của hắn vẫn luôn phát huy ra thực lực bát phẩm. Ta đã luyện hóa rất nhiều càn khôn, được thụ lão công nhận, tự nhiên không bị áp chế rồi. Đúng vậy. Lại nói, không biết ngài còn có thể hóa hình nữa? Có thể hóa hình, có thể nói chuyện. Vậy lúc trước khi giao lưu với ta, dùng sức mà lắc cành cây là ý gì hả? Lão phu dù gì cũng đã sống nhiều năm như vậy, có thể hóa hình thì đâu có gì kỳ lạ đâu. Ngược lại là người dẫn hắn đến đây làm gì, mau đem hắn đi đi. Sẽ đi ngay đây, nhưng mà thụ não, trước lúc đi, ta có một việc muốn thỉnh cầu. Xem ra phệ thiên chiến pháp của Ô Quảng khiến cho thụ não rất không có cảm giác an toàn. Thỉnh cầu gì? Mặc tộc xâm nhập Tam Thiên Thế Giới, nhân tộc của ta không thể nào lùi lại tinh giới được. Rất nhiều cửu phẩm tử chiến ở chiến trường Không Chi Vực, mới có thế cục như vậy. Vì để tranh giành thời gian trưởng thành cho các đệ tử, vãn bối khẩn cầu thụ não thương xót ban xuống chút tử thụ, bồi dưỡng anh tài cho nhân tộc ta. Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu? Muốn 100 cành.
có lẽ là đủ dùng. Thật sự là sư tử há to miệng, rõ ràng ta ra hiệu là 10. Người trẻ tuổi thú vị lắm, người gọi 100 là một chút. Không bằng, người để kẻ bên cạnh luyện hóa lão phu luôn đi. Ấy vậy tiểu tử cung kính không bằng tuân lệnh, cút. Vậy 90, người có biết lão thụ mỗi lần cắt ra một rễ cây đều sẽ đại thương nguyên khí. Chưa kể đến thân cây của lão phu liên quan đến cả tam thiên thế giới. Lão phu nguyên khí đại thương sẽ ảnh hưởng đến càn khôn, đồng thời sẽ có tổn hại đến những thế giới đó. Người không hiểu sự diệu kỳ của cành cây còn. Vừa rồi, lại còn sư tử há miệng lớn, nếu như hiểu được sự huyền diệu ở trong đó, thì sẽ không có yêu cầu vô lý như vậy nữa đâu. Xin thụ lão chỉ giáo. Cây con của lão phu có thể giăng khắp một giới, không phải là huyền diệu của bản thân cây con, mà là cây con và bản thân lão thụ luôn gắn kết với nhau. Cây con từ chỗ của lão phu hút ra càn khôn chi lực khác, nuôi dưỡng mọi thứ ở thế giới đó. Ý của thụ lão là tinh giới đến nay có thể phồn vinh như vậy là vì đã hút sức mạnh của các càn khôn thế giới khác cho chính mình hay sao? Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. À, như vậy sức mạnh nuôi dưỡng kia là rút từ sức mạnh của thế giới càn khôn khác mà có được. Nếu chỉ có một cây con thì sức mạnh nuôi dưỡng sẽ rất lớn, nhưng nếu có hai cây con thì sức mạnh nuôi dưỡng sẽ như là chia làm hai, số lượng càng nhiều thì sức mạnh chia nhỏ ra sẽ càng ít. Nói như vậy thì không phải cứ có càng nhiều cây con là càng tốt. Không sai, trong tiểu càn khôn của ngươi cũng có cây con. Cũng chính là đạo lý này, trước đây ngươi khó có thể phát giác ra, nhưng bây giờ ngươi đã luyện hóa được nhiều càn khôn. Tĩnh tâm cảm nhận là sẽ hiểu được ngọn ngành. Quả nhiên là vậy, thụ lão nói rất đúng, xem ra sự phồn vinh của tinh giới cũng nằm dưới tiền đề không làm ảnh hưởng đến sự phát triển của các càn khôn khác, thông qua việc rút sức mạnh của càn khôn khác để có được thôi. Nhưng thụ lão à, bây giờ nhiều càn khôn đã bị mặc chiếm cứ, tại sao không cảm giác sức nuôi dưỡng của cây con giảm đi? Nếu chỉ là nuôi dưỡng một giới thì không cần quá nhiều tiểu càn khôn, 100-200 giới là đủ rồi. Mà những càn khôn ngươi cứu được đâu chỉ ở con số này. Mấy năm nay ngươi đã cứu được bao nhiêu càn khôn? Hơn 2000. Theo cách nói này của lão thụ thì nuôi dưỡng một giới chỉ cần 100-200 càn khôn chia sức mạnh càn khôn của mình ra, vậy thì hơn 2000 thêm 15 quả nữa cũng không thành vấn đề. Tiểu tử, ta muốn một quả. Ta thu hành phệ thiên chiến pháp, mấy năm nay ta thực lực tăng mạnh nhưng có dấu hiệu không ổn định. Nếu có được một quả để ổn định tiểu càn khôn thì hậu họa sẽ biến mất. Cho ta một quả đi, làm ơn đó. Chướng mắt, sợ là không có nhiều thế đâu. Người trẻ bây giờ thật là thực sự không có nhiều như vậy. Nhiều nhất bổn tôn cũng chỉ có thể ban cho 3 quả mà thôi. Nếu nhiều hơn thì sẽ ảnh hưởng đến sức nuôi dưỡng đấy. À, chỉ có 3 quả đùa ta đấy à? Hay là ta thương lượng thêm? Vậy xin lão thụ hãy ban cho 3 quả đi ạ. Ngươi đừng ngồi nữa. Sự tồn vong của tam thiên thế giới liên quan đến sự sống chết của cây, liên quan đến sự sống của cây thế giới. Lúc này lão thụ không cho được 3 quả đã là cực hạn rồi. Của ta. Dương Khai, ngoan ngoãn chút đi. Đa tạ ơn lão thụ ban cho. Lão phu chỉ làm được đến vậy thôi. Tương lai của tam thiên thế giới phải trông vào nhân tộc các ngươi thôi. Nếu nhân tộc các ngươi thắng thì lão phu còn mạng để sống. Nếu ngươi thua đương nhiên là lão phu. Lão thụ yên tâm, nhân tộc sẽ không thua đâu. Đúng rồi lão thụ, nơi này có rất nhiều thánh linh. Vãn bối muốn đưa họ ra ngoài, tốt xấu gì họ cũng có thể có chiến lực không hề tầm thường. Nếu ngươi đã muốn như vậy thì lão phu cũng không có ý kiến gì. Nhưng mà các thánh linh đã bị cầm tù ở đây, tổ tiên của họ cũng từng làm những chuyện ác nguy hại đến tam thiên thế giới. Tuy bọn họ không có tội, nhưng người cũng phải có chút phòng bị. Tiểu tử hiểu rồi. Hóa ra tổ tiên của những thánh linh này
đã từng làm ra chuyện nguy hại cho tam thiên thế giới, nên mới bị lão thụ giam cầm ở đây. Nhưng lão thụ cũng không xử lý chuyện này tuyệt tình, mà vẫn cho các thánh linh này cơ hội để thoát khỏi lồng giam. Mỗi một khi thái hư cảnh mở ra, các thánh linh đều có thể lựa chọn một người kế thừa thuộc về chính mình. Người kế thừa đó mang thánh linh lựa chọn mình rời khỏi thái hư cảnh, năm đó chính là Trúc Cửu Âm đã chọn ta. Đối với người ngoại giới mà nói, thái hư cảnh chính là nơi khiến cho tâm của con người hướng về bí cảnh. Nhưng đối với các thánh linh thì đây lại là cái lồng giam. Có nhiều thánh linh già cô độc đến chết mà cũng không có cơ hội thoát ra khỏi lồng giam này. Yên tâm đi lão thụ, vạn bối tự nhiên là sẽ khiến họ phải phục tùng. Dương Khai, con mẹ nó, có phải ngươi quên ta luôn rồi không? À, ruồi nhặng đâu ra vậy, làm ồn giấc ngủ của ta rồi. Nhớ lúc ta tu hành một đời, lúc ở Toái Tinh Hải, quyết chiến với chư vị đại đế chưa từng chịu thiệt như thế này. Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Thái hư cảnh, trong sơn cốc nào đó. Gia Kiên, nhận ta làm chủ, dẫn ngươi rời khỏi thái hư cảnh, ngươi có nguyện ý hay không? Ta muốn nhận ngươi làm chủ, thằng nhóc ngươi chưa tỉnh ngủ hả? Ơi, ngươi có từng nghe nói đến thánh linh có tiền nợ nhận chủ? Lúc trước không có, về sau thì có. Tiểu nhân không lớn, khẩu khí lại không nhỏ, ngươi có tài đức gì, đòi làm chủ của Kiên gia, Gia Kiên ta? Nếu ngươi không thần phục ta, ta sẽ đạp chết ngươi. Thời gian cấp bách, chúng ta không nói nhảm nhiều nữa, tiến vào chủ đề chính đi. Nhân tộc, ngươi. Lại nữa. Không, sao ta lại bị nhân tộc nhỏ bé dẫn giống như là đồ chơi vậy chứ? Nữa, lại nữa, lại nữa, lại nữa, lại nữa. Này, nhận ta làm chủ đi, ta dẫn ngươi ra ngoài. Ngươi vậy mà lại không bị áp chế thái hư cảnh. Nhân tộc này vậy mà có thể ở trong thái hư cảnh dùng ra thực lực khai thiên cảnh. Hơn nữa dựa vào động tác vừa rồi của hắn, phẩm giai của người này ở trong khai thiên cảnh chắc chắn là cũng không thấp. Lời thừa thì không cần phải nói nữa, nhận ta làm chủ đi. Ngươi đừng mơ. Gia Kiên nhất tộc ta không thể nào hạ thấp mình. Có cốt khí. Ơi, ngươi muốn làm gì? Ơi, ngươi muốn làm gì? Từng có một con thanh nghiêu, ta vẫn luôn muốn thử mùi vị của nó xem có tươi ngon như là người ta vẫn nói hay không. Chỉ đáng tiếc đến cuối cùng lại vô duyên. Nhìn ngươi có vẻ cũng không khác gì con thanh nghiêu đó lắm. Vậy thì hãy thỏa mãn nguyện vọng của ta đi. Thánh ninh huyết nhục, có lẽ còn mỹ vị hơn là cả thanh nghiêu đó. Ngươi dám? Ai nói ta không dám? Ây, chậm đã, có gì từ từ nói. Ngươi muốn nói gì mau nói đi, muộn rồi thì không kịp nữa đâu. Ơi, ngươi tha cho ta đi, ta có thể đưa hết siêu tầm cả đời này cho ngươi. Ta có không ít thứ tốt, sẽ có lợi ích rất lớn đối với tu hành nhân tộc các ngươi. Vật ngoài thân, có gì, có ích gì chứ? Vậy ta tặng ngươi một đạo bản nguyên chi lực. Có được bản nguyên chi lực của ta, thám ngộ ra bản mệnh thần thông của Gia Kiên nhất tộc ta. Bản mệnh thần thông của Gia Kiên nhất tộc ngươi là gì? Huyết mạch thiên phú của Gia Kiên nhất tộc ta chính là lực chi nhất đạo. Nếu thám ngộ ra bản mệnh thần thông, ngươi có thể lực lớn vô cùng. Rác rưởi, luận về lực lớn vô cùng, có thể sánh được với long tộc chi thân của ta hay sao? Còn có sức bán mệnh thì mau nói đi, nếu không ta sẽ giết chết ngươi lấy thịt ăn. Đến bản nguyên chi lực của ta mà ngươi cũng không coi ra gì, ta còn có sức gì mà bán mạng gì nữa chứ? Thôi vậy, mệnh đã như vậy rồi, ngươi ra tay đi. Cho dù chết, ngươi cũng không nguyện nhận ta làm chủ. Nhân tộc nhỏ bé, nếu ta nhận ngươi làm chủ, thánh linh nhất mạch sẽ vì ta mà chịu nhục. Chẳng qua chỉ là chết thôi, thái hư cảnh này là ngục tù một phương, chết rồi cũng coi như là giải thoát. Thì ra là vậy. Vậy nếu ta không phải là nhân tộc? Thái hư cảnh.
Ngươi là Long tộc. Đúng vậy, ta là Long tộc. Ngươi là Long tộc, sao ngươi không sớm hiện lộ chân thân? Cho dù ngươi là Long tộc, ta cũng sẽ không nhận ngươi làm chủ. Ta có thể dẫn ngươi rời khỏi Thái Hư Cảnh. Không thể nào. Thánh linh vào Thái Hư Cảnh, trừ phi đoạt được một tia sinh cơ đó. Nếu không đừng hòng rời khỏi chỗ này. Cho dù ngươi là Long tộc cũng vậy. Nếu ta đã nói vậy, đương nhiên là lắm chắc. Các ngươi không thể rời khỏi, không có nghĩa là ta không thể rời khỏi. Ngươi có dám thề bằng huyết mạch hay không? Có gì mà không dám. Thôi được, ta tin ngươi. Đối với bất kỳ một loại thánh linh nào mà nói, huyết mạch đều là lời thề cẩn thận nhất. Nếu làm trái sẽ chịu lỗi. Khổ huyết mạch phản phệ. Nỗi khổ huyết mạch phản phệ. Ta phải làm thế nào mới có thể rời khỏi Thái Hư Cảnh? Ta đương nhiên có cách của mình, ngươi không cần phải hỏi nhiều. Nếu ngươi là Long tộc, ta cũng không thể nào nhận ngươi làm chủ. Nhưng ta có thể thề tận chung với ngươi. Cũng được. Ta chỉ muốn kéo bọn thánh linh này ra đây chơi khăm mặc tộc. Đâu phải muốn làm nô dịch chúng. Nhận làm chủ hay không cũng chỉ là một cách nói mà thôi. Loại tận chung này cần phải thêm một giới hạn năm. 3.000 năm. Trong 3.000 năm tận chung với ta. Sau 3.000 năm ta thả tự do cho ngươi. 3.000 năm, thời gian này đối với một thánh linh mà nói cũng không ngắn. Thôi được, ta hứa với ngươi. Sau đó hai bên tự phát lời thề bổn nguyên. Dương Khai cần phải dẫn Gia Kiền rời khỏi Thái Hư Cảnh. Trong 3.000 năm, Gia Kiền tận chung với Dương Khai. Sau 3.000 năm có được tấm thân tự do. Dẫn ta đến nơi khác của các thánh linh đi. Ngươi không chỉ muốn thu phục mình ta. Xem ra các thánh linh ở trong Thái Hư Cảnh này không ai có thể thoát được rồi. Bên này. Sau một canh giờ. Vì gì? Hoa Thường chính là người truyền thừa mà năm đó nó chọn. Ngươi có bản lĩnh dẫn bọn ta rời khỏi Thái Hư Cảnh, đương nhiên dưới lời thề bổn nguyên không dám nói bừa. Nếu vậy, tận trung 3.000 năm với ngươi cũng không phải là không được. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Dương Khai bôn ba khắp lời. Đừng vội đi, nhà ta khá lớn. Tìm đến các thánh linh của Thái Hư Cảnh, thì ra là vậy, tiểu nha đầu lúc đó bị ngươi dẫn ra ngoài. Quân đùi cá mập còn nhớ ta hay không? Nhớ, đương nhiên là nhớ. Tiến hành giao tiếp hữu nghị. Lại nửa tháng nữa qua đi. Sao ngươi vẫn nằm ở hố vậy? Ơi, dưới đất mát bổn tọa bằng lòng. Ngươi no nhiều như vậy làm gì? Được, ta mặc kệ. Chỗ nào mát mẻ ngươi? Chỗ nào mát mẻ? Ngươi đi mà ở đi. Thụ não, ta muốn đưa họ đến tinh giới. Mong thụ não giúp ta một tay. Ngươi tự thi triển là được. Dạ. Từ chỗ này vào chính là thế giới Tam Thiên. Nay thế giới Tam Thiên đang trong chiến loạn, cần các người ra sức ngự địch. Các người đến đối diện, lập tức đến tinh giới Lăng Tiêu Cung. Lăng Tiêu Cung, tìm một cô gái tên là Hoa Thanh Tỷ, nói với cô ấy, là ta bảo các người đi trợ chiến. Khi ta không có ở đó, các người phải nghe theo điều khiển của cô ấy. Nếu ai dám phạm lỗi, không nghe hiệu lệnh, ta tự có thủ đoạn xử lý, đừng tưởng ta không biết gì. Cuối cùng cũng có thể ra ngoài rồi. Đại nhân yên tâm, bọn ta đã lập lời thề huyết mạch, tự không dám làm trái bất kỳ điều gì. Đi đi, ra. Lẻ mặt chút, dù thao thì ta cũng là tiền bối của người. Thụ não, ta cần mượn hắc vực. Mong thụ não chỉ dẫn một đại vực liên kết với hắc vực. Đa tạ thụ não đã chỉ điểm. Thụ não bảo trọng, hẹn ngày gặp lại. Lại là một thế giới càn khôn gần như là bị mặc chi lực hủy diệt.